trăm hết. Nước chanh hả? Cái này nước là mình sắc rồi mình rửa rồi bỏ vô nước chanh mới chát. Dạ. Cá này có cá nữa. Cá nào hả? Phong điên điển, rau muống, cà chua. Này, thứ ba. Vừa nấu cá xay, vừa nấu cá điêu hồng. Này thím ba chuẩn bị me với lại chanh để nấu là mọi người nấu canh chua ha, me với chanh luôn. Này ít me quá nên phải thêm chanh. Còn một miếng bắp cải nấu chung luôn hả? Để bỏ ủ hả? Bỏ ủ. Để nhít hơ. Canh chua thập cẩm ha, phong điên điển, bắp chuối, cá điêu hồng, cá xay. Ba cái dao bắp chuối thì mình nào ăn mấy bỏ vô. Này thím ba chuẩn bị múc nước để nấu canh chua. Bữa nay lúc gà đi bán về trễ ăn cơm trễ không có trời. Đi bán thì về đến nhà 11, 12 giờ, 1, 2 giờ. Rồi đi về công chuyện nhà đủ thứ, cơm nước. Mà nấu trễ luôn. Còn cái này rồi mới tới kia được. Wow, chỗ thím bà nấu cơm á có cái mít nè mọi người. Có mấy cái trái mít bự. Nhìn mà hảo quá. To ghê luôn. Cái này mình chuẩn bị chanh ha mà. Dắt chanh bỏ vô. Dắt chanh sẵn luôn hả? Sẵn bỏ vô để nước sôi còn bỏ vô nó đắng. Nè. Dắt chanh trước thì nước sôi bỏ vô là đắng hả? Không. Cái gì nó không đắng. Chanh nhiều cái gì không? Còn mà để sôi mà chắc vô đó, còn để sôi mà chắc là chắc vô là nó chín. Dạ. Chín nhắc xuống nó mới không đắng. Thật là mình nhận trước thì. Nấu nước nhiều chứ không? Nấu ăn bún. Bún hả? Cho quẩy ăn bún. Ăn với bún. Chanh chua ăn với bún. Wow. Hơi bị ngon nha. Dạ. Đây giờ thím ba ra phía sau trước nhà ha. Có cái bếp củi, thím ba nấu bằng bếp củi nha mọi người. Bên nhà con cũng vậy đó, cũng nấu bếp củi hay không á. Nhà con có củi giường đó, mót mót vô cũng. Mẹ cũng nấu bếp củi không à. Dưới quê mình tiết kiệm mà, cuộc sống mưu sinh. Yeah. Mẹ con bên bãi má cũng tiết kiệm á, mới đi ra vườn mới chặt có củi này củi kia cũng lấy nấu. Ở bên con cũng chùm củi nữa hả? Chùm củi nữa. Bán cây chỗ trời có mấy cái nhà. Dạ. Yeah. Dạ. Nhấm lửa. Ăn cơm trễ thì sáng giờ nó chưa ăn, nó đói bụng không? Sáng giờ nó đi học. Dạ. Đi học. Ngày nào cũng ăn cơm giờ này đúng không hả? Ừ, ăn vô chừng vô đổi lắm con ơi. Dạ. Có bữa 7-8 giờ, có bữa 1-2 giờ, 3 giờ, rồi 3 giờ, 4 giờ là thường. Rồi đói bụng quá là sao? Thì sáng đi bán, ăn cái này cái kia. Dạ. Chứ mà nhịn tới giờ này nhịn gì nổi. Sáng ta ăn bếp lửa cháy
mà một dĩa cơm rồi đó, mà về bây giờ nó còn đói bụng đó. Giờ tới chiều 1-2 giờ. Ừ, bây giờ nấu cơm nấu rồi cái bỏ đây, ai đói thì ăn, rồi rồi bắt đầu mới đi dọn dẹp nhà. Con giờ chuẩn bị lửa sôi, so, nước lửa nó cháy lên ha, chứ tí đợi tí nước sôi rồi dì ba sẽ thả cá vô ha mọi người. Đây cái phần này cá xay nó mọi người, cá xay gồm có cá thác lát với cá gì nè đó, cá đồng với mình ha, với cá điêu hồng. Tí nước sôi thì thím ba sẽ thả cá vô ha mọi người. Ủa thím ba, cá đó là cá thác lát với cá gì thím ba? Cá nãy cái nói cá cạo gì? Ừ, cá cạo. Cá cào. Cá mè dinh. Mè dinh. Cá dảnh. Cá dảnh, mè dinh với cá thác lát, ba loại cá luôn hả? Không, không có thác lát, mè dinh với cá dảnh. Mè dinh với cá dảnh. Sao thả vô có hai khứa, còn hai khứa không thả? À, mình ăn nhiêu mình thả nhiêu ha. Giờ mình để vô nồi hai hai khứa có nước bụi. Hả? Nên bà bỏ cá vô kìa. Vậy ôi, đó hả? Sao không dò viên á, nếu ba gấp đũa không hả? Gấp đũa bỏ vô, từng đũa một. Dò trong da tay. À, cái đũa gấp từ bỏ từng miếng vô luôn. Đũa nó thả vô mặt không? Nóng hả? Nó thông minh dữ chị ra bay. Mấy này bỏ cá vô gần hết, nó nổi lình bình lên kìa. Nó chín nó nổi lình bình trên mặt nước. Tạm chén hạt nêm chung luôn hả? Cái đó là bỏ gì với bỏ gì vậy? Muối. Muối rồi gì nữa? Đường. Rồi hạt nêm. Có bột ngọt không? Bột chút xíu. Chút xíu ha. Muối, đường, hạt nêm. Đường, muối. Nhất bột. Nêm gia vị trước vậy luôn hả? Chứ mình phải nấu xong rồi mới nêm sao hả? Cà chua. Canh chua. Cái này canh chua. Bỏ cà chua vô luôn hả? Canh chua có cà chua nữa kìa. Mà gọt cà chua bỏ vô cái nồi nha. Gọt cà chua bỏ vô cái nồi. Bỏ cà chua trước rồi bỏ gì nữa mà. Cà chua còn nêm nếm mà bỏ ra. Nêm thử hay gì để xong cho soi là mình bỏ rau vô hả? Là xong hả? Cũng dễ nấu hả? Canh chua là bỏ đường, muối, hạt nêm, miếng nước mắm hả? Dầu thơm hả? Quá hấp dẫn luôn. Đây là cái canh chua này, cá xay nè mọi người, với lại cá điêu hồng. Khói quá quạt bớt hả các bạn. Khói quá trời luôn á, nãy còn đứng mà cay nước mắt luôn. Giờ vớt bọt lần nữa là mình thả rau vô hả? Chín. Chín rồi đó. Không. Chín rồi, chưa chín. Hả? Chua giờ mình dầm me ra hả? Nãy có chanh rồi mà đặng chanh gì con thấy quá trời luôn mà không chua. Nhiều nước. Vậy mà không chua. Giờ dầm me. Sao rồi đó? Dạ.
muốn đây. Thím ba chuẩn bị sẵn bỏ rau vô kìa mọi người, bỏ rau muống vô hả? Có mấy tấm rau muống. Sao mấy cái này không bỏ? Chừng nào ăn. Chừng nào ăn mới hả? Giờ bỏ vô nó ấy. Ủa vậy hồi mày nhắc xuống rồi có bắt nồi cơm bắt bếp ga hay gì? Nó bếp ga ăn với bún hả? Bỏ rau muống. Tí mình này, khi nào mình ăn mình thả với bông điên điển với thơm. Bông điển rồi muống với rau hết chưa? Vậy là xong bắp rồi, ngoài thành. Bắp chuối thì thả rau hả? Nhắc xuống rồi kìa. Nhắc xuống thím ba cho thêm tí nước mắm. Bỏ rau thơm vô hả? Rồi khi nào mình ăn mình bắt lên bếp ga hả? Ăn liêu ghiêu rồi bỏ thêm cái gì? Bỏ rau bắp chuối. Bắp chuối với bông điên điển. Ôi đi con cho con coi coi. Hấp dẫn quá. Canh chua siêu hấp dẫn nha mọi người. Này thành tí mình bỏ thêm bắp chuối với bông điên điển nữa là hoàn thành. Này bỏ rau thơm nè. Bỏ sớt nó không có ngon. Gì hả? Bỏ sớt mới chín. Rồi bắp chuối đâu không thả vô luôn. Bỏ sớt mới chín ruột. Quá trời đã luôn thím ba ơi. Ngon thấy mắt thèm quá. Hấp dẫn quá.